Ok, chào 500.000 anh em đã quay trở lại với channel của Nancy ngày hôm nay. Thì với đông đảo ý kiến của các anh em, hôm nay Nancy sẽ làm một video để tập lại những gì mà mình đã lãng quên trong thời gian bấy lâu này. Đó là khẩu AWP Ragan M39 của anh Nguyễn Trung Dũng. Thực sự để mà nói thì đây là một cái map đấu lò gạch quá quen thuộc đối với em rồi. Mạng đầu tiên dành cho em không nghĩ rằng em còn có cái cảm giác nó nhạy bén đến như vậy. Tuấn CPK là nạn nhân đầu tiên. Ai là nạn nhân tiếp theo thì em không hề biết. Em đang đứng ở cái khu vực mid này. Tất cả các trận đấu sinh tử hay là đấu đội thì khu vực này nó luôn là những cái khu vực trọng yếu, yếu điểm. Tuy âm DZ có cho mình một mạng. Ôi đi mẹ, mình đứng ở tận đây mà nó vẫn bắn chết được mình thì đéo đâu nhở. Em không biết là em có nhầm hay không, nhưng mà em đứng đi mẹ mày vãi cả đái luôn, mà sao nó bắn em được cả đoạn đấy. Anh em có thể check lại video nha, không vấn đề gì. Giờ là 1v3 đến từ ai, đó là đến Nắc đã phải nằm xuống khi mà Nấc 1-0 dành cho phiến quân. Chặng đường còn khá dài, máu đã mất đến từ em, ăn máu phải trả bằng máu. Em mất cho mình gần 40 máu thì ôi địt mẹ, mất tận 39 máu rồi. Thằng kia đó là Tùy Âm đẹp dài, em đã báo thù thành công. Giờ đồng đội máy đầu lên đây, ta xin ít tiết. Hầu như các thành viên ở đây đang đều dùng cho mình những khẩu sniper, những tay ngắm bắn tỉa cực kỳ chất lượng. W lắm có cho mình một mạng với khẩu M38. Còn em M39 vẫn đứng ở đây hồng hành với 41 máu thôi. Bắn nhưng chỉ là tìm chim thôi. 2 vs 5 vs 4, đó là điều khó nhưng không phải là không thể. Ở đây có bắn nhau rồi, mạng cuối cùng là dành cho em. 1-1, tỷ số được rút ngắn xuống. Có vẻ như đây là một trận đấu hết sức căng thẳng, nhưng khẩu lực của em quên đeo trang bị đâu, khẩu phò này rồi. Cái khẩu phò là em thề anh luôn, bắn tư em qua đến giờ em cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ui, thằng này mẹ mày, hai con hàng. Ui mẹ, đúng là tâm nó nhạy quá, lâu em không sử dụng tâm nó quá nhạy, em không thể làm mà điều khiển được cái lục ở trong quần, đúng là. Ui thế mà không chết, em lui về. Giờ chỉ còn một mình em với lông lạn thổ xong rồi, quá là căng thẳng. Em không để ý là em còn một mình, nếu mà em còn một mình em chơi thẳng thẳng trước mặt mà em lui về phía bên nhà đó. Đúng là lâu rồi không bắn, nên cảm giác nó không còn được tinh nhạy như xưa. Nhưng thôi, em sẽ cố gắng làm hết sức mình có thể để bắn cho tất cả anh em xem được rằng em tuy rằng lâu không bắn nhưng bắn vẫn đàng hoàng và thoải mái luôn. Ở đây có tình huống xâm nhập đến từ ai đây, đến từ bơm. Ủa thôi đi mẹ, nó phát hiện ra em rồi, lăn xuống đến từ em. Thua sâu với tỷ số 1-3. Em cũng các đồng đội đang hết sức là kiểu tâm lý. Máu đã mất nhưng đéo phải ngại gì cả. Còn 107 máu ở đây, một viên với một viên nó là đổi nhau thôi. Có tiếng súng của thằng Tuấn CPK ở đây, nó ở ngay gần em thôi. Nhưng đây là cái vị trí mà các bạn chạy ra, các bạn đang trong cái tà công nhân, các bạn sẽ không móc được em. Anh em tin điều này đi. Nên xin cho các bạn thấy rằng em lựa chọn địa điểm này, nó là đúng một kill dành cho em trong round đấu này. Giờ còn 3 người nữa, thằng kia của đi đéo ra, đéo chung địt. Mỗi một lần em ịt dường như là nó chưa có vấn đề gì cả. Ở đây có mạng thứ hai dành cho em, đó là cái S tài. Còn thằng này, thằng bơm này vô giết em. Lăm xuống chưa lăm xuống đến từ bơm. Ở đây có đâu xuống, ủi lùi nhanh. Đó là bơm, đơm đã phải lăm xuống rồi. Còn 1v2 dành cho thằng nào kia ở bên phiến quân thì em không biết. Em đang đi lung ở đây, nó chạy ở đâu đây. Vào tận nhà nó sầu thôi. Em còn 19 viên đạn ở đây. Đéo phải xoắn luôn, nó yếu rồi. Lúc em nhìn thấy máu nó yếu lắm rồi, nhưng lắm là người kết thúc thành công mạng của Gun. 2-3, tỷ số được rút ngắn xuống rất nhanh. Bom được ném lên, em vẫn là đầu tàu, gương mẫu đi trước và đứng ở cho mình cái vị trí này để tránh cho các thành viên của bên phiến quân công sang. Công sang em địt mà em sầu chết ngay, đùa. Lưỡi em nó cũng không phải là dạng đùa đâu, vét mang nó phải gọi là tê con dê luôn. Rồi, ở phía bên phải có người, phía bên trái cũng có người. Các thành viên phiến quân đang như những dancer nhảy. Địt mẹ bắn từng đầy viên mà trượt bơm. Thằng bơm tài đã phải làm xuống, còn bơm vai. Em quay sang đây.
chạy điều gì con mẹ mày, lướt qua mà họng súng của nó đây là toác bõm ngay, nằm xuống ngay, êm du luôn. Giờ là tình huống 3v2 đến từ các thành viên của liên minh. Phiến quân họ có vẻ đang chọn cho mình những chỗ đứng rất chắc. Các thành viên liên minh quá nhiều slip dẫn đến những cái tình huống không thể là một cover kịp khi mà đối phương áp sát nhanh. Không, ở đây Lấm đã có cho mình khẩu AK Reagan rồi, bảo vệ cho Lấm. Đó là Tây đã phải làm xuống. LD Gun đang nhớ lên đồng, liên tiếp có được double kill nhưng đã phải làm xuống dưới tay của Lấm rồi. Ở đây bơm về Lấm, bơm là người dứt điểm thành công. Lấm, Lấm đã phải làm xuống, quá là dã man con Ngan ở đây. 2-4 tỷ số lại là cách biệt với cái trận đấu sinh tử lại. Mạng của mẹ chừng quá đấy, em được ăn rồi mà cuối cùng em lại đeo được ăn. Làm gì đây, một kill dành cho em, hai kill dành cho em, có ba kill không thì tôi không biết. Bắn em rồi, ở trên đầu em, anh ơi ở trên đầu em, đừng để nó băm em. Đi thằng nào ui đi mẹ của thề, khẩu này đam bé không, anh em nhìn thấy đam bé không, bắn toác đầu mà đéo sao cả, đéo chết. Nhưng thôi em làm mạng của thằng bơm, có thằng này nữa mạng của em hay đã, nó mới đau chứ. Nhưng thôi, xí là người có mạng cuối cùng, không đánh em đấy là mạng của em đấy. Súng này súng lờm thôi, các anh nhìn em dí đầu như thế, nếu mà spawn cái này thì thằng kia lầm luôn rồi. 3-4 ui nhảy, đợi nhảy, ui đi mẹ đuổi theo bắn nó luôn, đeo về xoắn luôn. Nào lầm xuống, đó là Quý Âm, em đuổi tung chết tận luôn. Hai thành viên của bên phiền quân, các anh đang ở đâu để em phi châu đến đón? Các anh đang ở đâu để em phi châu đến đón? Đó là tình huống của Gun. Nằm xuống rồi, tỷ số giờ đã được san hòa 4-4 dành cho cả hai bên. Trận đấu dường như đang rất căng thẳng như những cái trận đấu chung kết của tập kích vậy. Bom được lém ra, ui rồi đi mẹ mày thấm chưa, hơn 4 tách, ui rồi ơi, tình huống Túy Âm DZ đã phải làm xuống khi mà thoát được viên đầu rồi. Viên thứ hai thì hơi khó đấy. Bơm ơi, Tuấn CPK PT cũng có một mạng rồi. Ui dồi, còn 2 vẹn 4 quá khó dành cho em. Một mạng nữa dành cho em. Ở đây còn ai? Bơm đang ở kia. Ui thăng chức, mẹ mày phí thế chứ lại. Quả đấy mà em thành công thì nó chết chắc rồi. 4-5. Liệu rằng phiến quân có kết thúc được cái lao đâu hay không? Lục, ôi đi, con mẹ xong rồi. Lục rồi, một mạng báo thù. Đéo thể nào hiểu được luôn, một quả bom rơi ơi đất hơi đến từ thằng bơm. Em đã phải nằm xuống đau, không còn gì để mà nói được lời cả. 4-5. Giờ đây là round của phiến quân hay là của liên minh? Mong rằng các thành viên của bên liên minh họ giữ vững được bình tĩnh để có thể đưa trận đấu này đến trận, đến round thứ 11. Thì em mong lắm đấy, mong để còn được bắn tiếp, để được có được chiến thắng. Đó là bạn của bờ mời với khẩu Flat Canine M39. Quá dã man, M38 hay M39 em đéo biết luôn. Còn 2v2, chúng ta hãy cùng xem. Đây là Lấm, Lấm có cho mình đôi mạng, không thể làm mà tin được. Quá dã man luôn, 5-5. Giờ đây, bom được ném lên. Ui, em lại nhận luôn từng đầy máu. Quá hay khi mà Mr. Nấc vừa có cho mình một mạng, Tài cũng đo có cho mình một mạng. Nhưng giờ đây, lợi thế đang nghiêng về phía bên em, đó là bên liên minh. À đây rồi, thằng bơm ở góc này, nhảy ra đây, một mạng báo thù là thành công dành cho em. Ui, đi mà em đục thấm vậy. Té khẩn trương, mất thật 30 máu. Ơi hàng hàng, không còn gì để nói khi mà chiến thắng đầu tay dành cho em. Cảm ơn tất cả các anh em đã xem video này. Hôm nay mình bận, mình phải cố gắng làm một trận cho anh em. Hẹn anh em vào ngày mai. Ok.